Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tính đến 24 giờ ngày 31 tháng 8, đã có hơn 2 triệu 400 ngàn sáng kiến tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến, với khoảng 2 triệu sáng kiến hợp lệ, đạt trên 200% chỉ tiêu. Nội dung của các sáng kiến rất đa dạng trên nhiều lĩnh vực nhiệm vụ, như tạo ra các sản phẩm mới, công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động, tăng cường an toàn vệ sinh lao động, cải thiện đời sống và môi trường làm việc. Theo thống kê trên hệ thống phần mềm trực tuyến, tổng giá trị làm lợi của những sáng kiến này ước tính là hơn 33.000 tỷ đồng.